vì lý do kỹ thuật chương trình chậm như vậy này. Một mâm bánh ít tràn ôm con mà ngủ tuốt, đứa còn nô khóc không có muốn ầu
cười chửi cằn nhằn ở mặt thằng chồng làm điên à. Tôi được lên tiếng không phải về mình, cái áo cái quần chùa ngâm nhấm rồi có lận đận cũng bởi tài anh say rượu chỉ lội thôi lên cấp nóc nhà rột nát cửa súc bản lề mượn quán cà phê ngồi mà trốn nợ quần áo mặc kệ vợ bệnh bỏ liều từ sáng tới chiều thả tôi đã tuổi là môi trước lưỡi mất nợ tứ nhân đàn ông già lưng đàn ông làm tiếng là có kiếm một cặp sinh làm gì mà như vợ thằng nấu.